chào anh, chào chào ông chủ dưới này, chào mọi người nha, chào À, Minh, chào chào John. chị, cho mình nói Trời ơi. anh nói cái anh mà anh nói có một phần đúng thôi, nhưng mà anh nói là Mỹ lên tài việc thì nó buôn bán súng đó là đúng, nhưng mà cái quyền cái quyền cho xíu vô xíu nha, chứ này không cho, không phải là cho muốn nói về cả sữa, anh nói cái đó hơi chập chút xíu là như thế này. Thoải mái anh cứ chia sẻ. Cái bản quyền của người dân nước Mỹ, cái định luật à. Từ năm 1970 mấy cái đó, 1786 đã có cái định luật là người dân nước Mỹ được tự do, và cái quyền người ta được tự do mua súng, được cầm súng ống. Cái này Mỹ là người ta cho cái ban luật để mua súng để được tự vệ, chứ không phải là hàng xóm, giống như là anh nói là mua súng người hàng xóm cũng phải là mua súng để tự vệ, không có anh. Cái đó là quyền, cái được gọi là cái giống như cái quyền của mình, nó gọi là cái lòng của mỗi người tự do, nhưng mà không phải là cái anh mua là hàng xóm cũng phải mua đâu, không phải là như vậy. Cái nước Mỹ này bây giờ là lý do tại sao người ta không thay đổi được cái luật này, không phải là cái luật Mỹ này nó ra nó cho mọi người mua súng là ai cũng có được quyền mua đâu. Đâu phải là ai cũng được à. Cái mà anh mua đó là anh phải FBI, là người ta phải điều tra ra, trừ ra anh mua súng lậu hoặc là anh mua bạn bè nó bán cho anh chứ không có giấy tờ thôi. Chứ khi mà anh mua súng á là người ta phải điều tra cái xử lý lịch của anh, nó gọi là khi mua background á, nó phải kiểm tra ra trong vòng 5 ngày ra cái hồ sơ của anh mới được quyền mua, chứ không phải là anh được quyền ai cũng được quyền mua súng đâu, phải có bằng cấp mang trong người mới được. Thì anh John cho em hỏi này cái như anh chia sẻ đó, thì và em cũng biết đúng không, anh cũng là người đang sử dụng súng đúng không? Dạ đúng. Thì anh có thể chia sẻ một chút xíu về vấn đề gọi là những cái điều luật nào mà ở Mỹ họ quy định đó, là giống như anh mới nói đó, là khi họ xem qua những điều luật đó thì họ mới bán súng cho anh. À, ví dụ cơ bản một vài điều nào anh có thể chia sẻ cho mọi người biết được không ạ? À? Dạ, có thể mình chia sẻ đây. Thì khi mà anh điều tra xử lý lịch của anh á, là thứ nhất là anh phải là người Mỹ, là phải có quốc tịch Mỹ. Rồi. Trừ không phải, không phải là Mỹ. Anh sinh đẻ ở Mỹ, anh phải có quốc tịch Mỹ. Đó là thứ nhất. Thứ nhì, anh là phải, trong xử lý lịch của anh là anh chưa bị tù, chưa có bị tội gì hết. Thì khi đó người ta điều tra ra, thì người ta thấy anh trong sạch, người ta mới bán cho anh cái bán súng cho anh. Bán súng cho anh thì có hai loại. Anh chỉ được quyền sử dụng cái súng lục hoặc là súng AK hoặc là súng M16, nhưng với điều kiện là chỉ được quyền bắn từng viên thôi, chứ không được quyền bắn gọi là automatic, là không được quyền bắn napalm á, gọi là bắn napalm liên tục. Napalm. Dạ. Bắn đó là cái trong hai cái đó thôi. Cái đó là anh được quyền sử dụng, và anh chỉ được sử dụng đó, anh được quyền sử dụng người ta bán cho anh. Và cái thứ hai, cái đó là người ta sẽ bằng cấp cho anh cái gọi là carry, có nghĩa là anh được mang trên người, anh xách đi ra ngoài đường. Nhưng cho hai cái tiểu bang là tiểu bang Cali và cái tiểu bang của ở New York á, thì hai tiểu bang đó anh không được quyền. Từ hai cái tiểu bang này, Cali này, hiện cái kiểu Cali thì nó không có cấp cho anh cái bằng để mang trên trong người, không có được gọi là carry á, ở trong người. Thì anh chỉ được dùng ở nhà thôi, còn những tiểu bang khác thì anh sẽ được quyền anh mang trong người, giống như bỏ trên xe để tự vệ, nhưng với điều kiện là phải cách xa trong vòng 3 thước, gọi là 3 thước, ví dụ như 3 thước thì anh khi mà anh mang súng trong người, ví dụ anh bỏ trong xe thì anh phải bỏ ở sau cốp, hoặc là anh bỏ ở đâu á nó an toàn, chứ không có thể nào mà anh bỏ trên xe. Nhiều khi cảnh sát nó thấy nó gọi anh người dừng lại á, mà nó thấy anh có súng trong người, nó không biết là anh có bằng hay không có bằng, là nó có được quyền nó hù dọa anh liền, nó sẽ nói giống như là mày, nó thấy bất cứ cảnh sát mà nó thấy ai mà có súng rồi, nó dĩ nhiên là nó sợ rồi. Nó thì bởi vì nó phải có ba cái định luật riêng. Và cái thứ hai nữa, cái người bình thường giống như mọi người mà có cái bằng mà nó gọi là mang súng á, thứ nhất là anh không được quyền mang súng vô nhà hàng, hoặc là không được mang súng vô cái ngân hàng, hoặc là quán bar. Ba cái đó là anh không được quyền mang súng vô. Cái khi mà anh đi ra vô mấy chỗ đó là anh không được quyền, anh phải bỏ.
Nhưng anh John, em hiểu rồi. Ý anh nói là cái luật luật quy định là rõ ràng là như vậy, tức là trong luật á thì cái chi tiết quản lý họ rất là cũng rất là khắt khe, đúng không ạ? Nhưng mà ý em nói á, có cái cơ quan nào hoặc có ai giám sát cái điều đó không? Ví dụ như là khoảng cách 3 mét hay là đi vào trong đây cầm súng theo, đi vào trong kia không được cầm súng, vân vân, tức là nó có những bộ phận để giám sát cái điều đó không? Anh hình dung cái câu em hỏi chưa? Nó không có cái cơ quan giám sát đó, nhưng mà nếu mà mình xui mà mình bị cảnh sát hoặc là những người cảnh sát mà nó thấy được mình mà không đúng theo ba cái điều luật đó, không chấp hành đúng không? Dạ, không chấp hành. Không chấp hành đúng không? Nó sẽ thu cái bằng của mình lại. Thu cái bằng mà bằng sử dụng súng mà mang theo á. Nó sẽ thu lại. Dạ. Thì bởi vậy em hỏi là vì sao anh John, mấy ông, tại vì nếu mà họ giám sát tốt đó, đúng không? Nếu mà họ giám sát tốt thì em tin rằng là cái vụ xả súng vào ngày hôm qua đó ở trong trường tiểu học á, nó sẽ không xảy ra. Anh đồng ý với em điều đó không ạ? Đồng ý, chắc chắn cái đó là quá chuẩn luôn. Với lại cái nước Mỹ cái họ đó, họ quá lơ là về cái chuyện mà gọi là họ quá tự do về cái chuyện súng ống. Thì các bạn nghĩ đi, súng ống có thể bây giờ á, một đứa trẻ nó có tiền, nó có thể ra ngoài đường nó mua súng lậu ngoài đường 500-700 cây, chuyện bình thường. Tại vì cái chuyện đó, nước Mỹ mà nó quá tự do đi, súng bây giờ, nhiều khi súng bây giờ giống như ở Việt Nam, nó còn quản lý súng bắn cao su, Việt Nam mình còn quản lý nữa, chứ không chi mà súng bắn đạn giống như ở bên Mỹ này, nó quá tự do đi. Với lại cái được ăn thua, cái người là cái gọi là giáo dục ở trong gia đình nữa các bạn. Tại vì có nhiều người trong gia đình họ giáo dục, không giáo dục con cái rồi họ cứ để tự do. Các bạn thấy cái thằng hôm qua nó bắn không? Nó bắn bà ngoại nó trước. Nó dùng súng nó bắn bà ngoại nó trước khi nó ra ngoài đường nó bắn. Dạ, trước khi nó ra ngoài đường nó bắn cho trường học. Thì các bạn nghĩ đi, những cái đứa này là thứ gì? Là cái gì tự ra? Phim ảnh mà ra hết cả. Nước Mỹ đó, phim ảnh về những cái game đó các bạn. Mấy cái game chơi game á, bắn súng rồi giết người rồi đâm có các bạn thấy cái thằng bé 13 tuổi mà nó lấy búa một cái loại búa chặt củi nó chặt đầu ba má nó không, các bạn thấy không? 13 tuổi mà nước Mỹ. Rồi em xin hỏi anh John cái này ấy, anh John cái chuyện tức là giám sát, tức là phải rõ ràng là vấn đề họ đưa ra luật, họ rất là chi tiết trong luật. Nhưng mà với cái khâu quan trọng nhất là cái khâu giám sát thì có vẻ nó hơi lơ là tới nó quá lơ là, đâm ra là trong đó quá lơ là chứ đừng bắt các bạn đừng có dùng cái chữ mà quá là hơi lơ là. Nước Mỹ nó quá lơ là về cái chuyện giám sát gì xuống lắm. Thì đó, thì chính vì vậy anh John, chính vì vậy anh John, có những cái fanpage họ đặt vấn đề, ủa cái tiền thuế của dân để nuôi bullet đâu, đúng bullet không chứ. Mà tại mình sao không mà nói cho các bạn nghe, bullet ở bên Mỹ này á, dùng để sao, để coi, để bây giờ bullet giờ biết làm gì không? Giống như tại thành phố San Francisco nè, tại nước Mỹ nè, để gì không? Đi bảo vệ những thằng homeless thôi chứ không có làm gì đó. Tôi nói cho các bạn nghe là như vậy, trả tiền cho những cái người mà đi gọi là, các bạn có tin không? Tôi nên bị đụng xe nè. Mà khi mà gọi cảnh sát tới, cảnh sát hỏi mày có bị gì không? Không có gì thôi, mày tự đậu, mày tự giao đi. Còn những thằng homeless mà nó bị giống như là nó bị, mà những thằng homeless, những thằng bụi đời, những thằng hút sách á, nó bị giống như là bị thương hay gì, gọi một cái tụi nó chạy tới lên. Cái đó là tôi không nói, nó đi qua tôi với lại Bắc Kinh đi làm ở Sông Măng. Hai anh em đang đi làm cái ngay góc ngã tư đó, cảnh sát nó tới đầy, mình tưởng cái gì. Chỉ vì một thằng homeless nó bị say rượu ngay đó, gọi 911 cái là cảnh sát tới ngay tức khắc. Còn giống như mình là người bình thường nè, mình là người đóng thuế để nuôi những thằng đó, mình có gì mình gọi tới nó nói ồ mày cái gì mày không có gì mà không có ảnh hưởng gì, không có gì ảnh hưởng gì tính mạng thôi, mày tự giải quyết đi, nhưng mà homeless nào cũng vậy hay sao, hay là chỉ phân biệt homeless người da trắng, homeless người da màu, homeless người da đen, hay là chung hết, hay là chính sách chung? Homeless nào cũng vậy các bạn ơi. Bây giờ cái tiểu bang Cali này một năm nó bỏ ra 20-30 tỷ để nuôi homeless. Các bạn có tin là nó đuổi, sẵn sàng nó đuổi trường học, nó dẹp thư viện để nó nuôi homeless không các bạn?
nước Mỹ này bây giờ tôi nói mà những bởi vì những cái chuyện đó nó đâm ra mới có nhiều người họ điên lên. Giống như hiện nay cái đây 3 tháng 4 tháng trước có một anh tại ngay cái xưởng làm của ngay thành phố Silicon Valley, là ngay chỗ Silicon San Jose tôi đây nè, cái chỗ mà anh Cầm mới vừa qua đây chơi với lại anh Peter Nguyễn ấy, ở trong xưởng làm họ chán. Xưởng làm đó là xưởng làm, không phải là xưởng làm, cái đó là chỗ trạm xe bus của tỉnh San Jose nè. Chán quá rồi, gây lộn đồng nghiệp, gây lộn với nhau, ông về ông xách súng ông xả. Nhưng... là Mỹ trắng dạ. Ủa anh như anh nói đó là chính phủ của họ bảo vệ những homeless rất là tốt. Vậy tại sao vậy? Có những đoạn clip của người Mỹ họ đưa lên á thì dân homeless đi đầy đường là cái trường hợp đó mình là như thế nào anh cho? Thì lý do tại sao mà các bạn thấy homeless đầy đường sao? Tại vì nó được bảo vệ, dạ. Nó được bảo vệ, nó được ăn, được uống, những hội này họ nọ chăm sóc nó. Còn những người mà đi làm bình thường bây giờ họ đi làm họ thành cực nhọc ra, họ đói khổ. Họ đi làm cực nhọc họ khổ ra, họ để đi làm họ đã đóng thuế thì họ đi. Anh trời, em hiểu rồi. Vậy là cái đoạn này là có những cái thành phần còi chống phá nó hay lên tuyên truyền á, tức là nó bảo là qua Mỹ là sướng lắm, không cần làm gì cũng có ăn, là như vậy đúng không anh? Đó, tức là không cần làm gì hết. Cái đó cũng đúng vậy. Rồi em hiểu rồi, em hiểu. Anh chống cộng đoàn. Cái này là sự thật. Những thằng homeless bây giờ nghe nha, những thằng homeless nó bụi đời. Không cần làm gì cũng ăn, hiểu rồi. Các chuyện có thấy một chiếc xì ke trước mặt cảnh sát không làm gì hết cả. Lý do sao? Bây giờ không có chỗ mà để nuôi, để không có chỗ mà để bắt tụi nó vô nữa. Anh John, có người cũng nói rằng là không biết là phải do cái luật của mỗi bang khác nhau hay không, nhưng mà họ cũng nói là mua súng thì bên đó là chỉ cần khoảng chừng 15 phút xem lý lịch thôi, chứ không phải 5 ngày. Thì em nghĩ rằng chắc có thể là khác tiểu bang hay như thế nào, không biết không phải không theo anh? Không phải khác tiểu bang, nhưng mà cái luật đó, ý tôi nói là trong cái tờ giấy khi mà anh kê khai ra đó thì nó ghi là từ có thể là từ thời gian nhanh từ 1 tiếng cho đến 5 ngày. Thì tôi nói chung là như vậy là tới 5 ngày. Tùy theo cái coi như cái khoảng đúng không? Cái khoảng thời gian từ lúc xem tới tối đa là 5 ngày, tức là trong thời hạn đó đúng không? Trong thời hạn. Trong thời gian 5 ngày có nghĩa là tùy theo cái cơ quan khi nó điều tra số lý lịch của anh nó bận hay không bận. Ví dụ như không có người, không có nộp hồ sơ vô nhiều, thì ví dụ có một người đó thì có thể nó vô nó kiểm tra trong vòng 1 tiếng hoặc 15 phút là nó là có một là nó duyệt, là nó duyệt. Là nó duyệt. Dạ dạ dạ. Ok. Cái đó là rất là đơn giản, cái đó đâu khó, ăn thua cái hồ sơ của mình tốt hay xấu thôi. Rồi thế này nên cho em xin hỏi thế này nè. Ví dụ anh là được phép dùng súng nè. Cái nhà hàng xóm đó, tức là mọi người dân xung quanh trong cái xóm đó đều được phép dùng súng hết. Nhưng mà vì lý do nào đó, thí dụ anh cảm thấy anh chưa cần thiết, anh không xài, anh không mua, đúng không? Nhưng mà đùng một phát, thí dụ như là cái thằng hàng xóm kế bên nó mua rồi, anh thấy nó đi nó cầm súng, nó đi nó thế này thế nọ, rồi nó có thể nó cà khịa hoặc nó hăm he gì đó. Thì nếu mà anh thấy như vậy á, thì theo cái phòng vệ bản năng của anh á, anh có đi ra anh mua súng để anh thủ thân không? Không, cái đó là quyền của người ta. Nhưng thì em hiểu, em hiểu quyền thì anh cũng có quyền vậy. Cái quyền đó thì anh cũng có quyền đúng không? Dạ, tức là thì anh cũng có quyền mua súng luôn, mà ý anh nói đó. Nhưng mà cái người đó, ý em nói cái người mà cầm súng họ ra, họ giống như họ dùng súng đó không có thích hợp với lại cái trường hợp đó, thì mình được quyền báo cảnh sát. Tại vì anh mua mình báo hả? Báo cảnh sát hả? Anh mua súng anh bảo vệ thôi, anh tự vệ bản thân anh thôi, chứ không phải là anh mua súng để anh ra ngoài đường anh khè thiên hạ. Là anh có súng. Cái đó là anh phạm pháp rồi. Anh được quyền báo không thì không. Thì em nói đó, anh thấy như vậy á, thì anh cũng mua súng và để anh gọi anh phòng thủ. Mình không khoe, tức là mình mua mình không khoe khoang, mình không cầm đi đâu á, tức là mình chỉ là theo cái bản năng mình thôi. Thôi tôi mua một cây tôi thủ đi cho nó chắc, biết đâu thằng này nó khùng khùng điên điên, nó xông vô nhà tôi, nó xử tôi sao, đúng không? Không, bạn mình lại không làm như thế. Tại vì nước Mỹ thì không phải là các bạn đừng có nghĩ nước Mỹ thì 300 mấy chục triệu dân, thì 300 mấy chục triệu dân đó người nào cũng có súng đâu các bạn, không có đâu. Trong 10 người trên nước Mỹ thì chắc cũng có thể 2-3 người có súng thôi, chứ không phải là 10 người có súng hết đâu các bạn à. Dạ. Yeah.
Tại vì Rồi, em hiểu, em hiểu rồi. cái súng ống nó cũng tùy theo người thôi. Giới đó, Dạ. đối với cái giới trẻ bây giờ nó không có quan tâm gì ba cái chuyện súng ống hoặc là cái chuyện ấy đâu. Bây giờ nó chủ yếu là về tiền bạc, nó làm công ăn việc làm rồi này nọ. Tụi nó cái đời sống tụi nó khác với lại cái những cái người mà 40 mấy 50 khác rồi. Ok. Chung, không biết Chung có muốn đặt câu hỏi gì với anh John không? Xin mời Chung. Dạ, cho em hỏi một câu thôi. Thì cái cuộc sống ở Mỹ đó thì theo như mà cháu có tìm hiểu với chú John thì cái việc xả súng thường xuyên như vậy đó, thì cái việc mà đảm bảo an toàn cho cá nhân mình á thì mình có cảm thấy là cái có cái gì đó nó bị đe dọa về cái an toàn không, khi mà cái việc xả súng nó cứ diễn ra mà thường xuyên như vậy thì có khi nào mà mình cảm thấy lo sợ về cái tính mạng của mình khi vô tình mà mình có thể là sẽ trở thành nạn nhân đúng không chú? Có chứ các bạn nghĩ đi, bây giờ cứ xả súng, thứ nhất là tụi chúng tôi, thứ nhất là những cái tiểu bang giống như tiểu bang Cali hoặc là tiểu bang Texas là một trong những cái tiểu bang nó bị xả súng nhiều nhất, hoặc là ở Florida, tại vì Texas với Florida đó là hai cái thành phố đó, hai cái tiểu bang đó rất là dễ dàng sử dụng súng, nó bán súng ở chợ trời nó cũng bán, nó bán ở chợ trời nó cũng bán súng được nữa, tại vì hai Chúng cái bán như tiểu bán bang rau giờ nó bán súng. Nên bởi vậy hả, các bạn thấy là mình cũng phải sợ chứ, về cái bản thân mình nhiều khi mình xui xẻo cái mình bước tới ngay chỗ đó cái bụp cái là xong rồi đó, cũng phải sợ chứ các bạn, chứ đâu phải là không sợ. Nhiều người là Anh cũng John, lo sợ. cho em hỏi này nè. Bây giờ nếu đặt trường hợp rồi đi, tức là anh đang nói chuyện với những người Việt Nam mà chuẩn bị qua Mỹ định cư á, mà họ có con nhỏ đó, thì qua những cái việc như vậy, theo anh á, thì anh nên đưa ra cái lời khuyên nào cho những người đó? Khuyên cái là con mình đừng có bao giờ giống như chơi với lại chơi với mấy cái trò game đua xe rồi, hoặc là chơi mấy cái game bắn súng, hoặc là chơi mấy cái game mà gọi là violent đó, giống như là hung dữ đó. Về mấy cái đó đó thì nên dạy con mình nói đừng có chơi mấy cái đó, thì nó chơi cái đó riết nó học mà là nó bị nhiễm rồi các bạn. Còn mấy cái chuyện khác thì giống như là bình thường thôi, ví dụ như giờ Khó, học cái chuyện này em thấy khó, từ cái game em thấy ra phim khó. các bạn ơi, mình nói là từ cái game mà ra đó hết, game và phim ảnh ra hết đó các bạn. Tại vì sao những đứa trẻ nó bị về mấy cái chuyện đó, coi phim ảnh với chơi game thôi, 90% người ta đã nói như vậy đó. Tại vì nó còn trẻ mà ba má họ nói, với lại trong trường nó có ai dạy mà đi xách súng ra trường bắn đâu. Đứa học sinh 8 tuổi mình xách súng, 8 tuổi mình xách biết lấy súng vô trong trường chơi rồi. Thì các bạn cứ nghĩ đi, từ game với phim ảnh mà ra thôi. Khó, em thấy cái này khó, bởi vì sao? Bởi vì cho anh với mọi người chắc không biết cái luật pháp nước Mỹ rồi, họ rất tôn trọng cái quyền tự do cá nhân đúng không? Đúng Từ rồi kể bạn. cả con hay con cha mẹ gì cũng vậy. Bây giờ thí dụ cha mẹ mà không cho nó chơi thì nó cứ chơi làm gì nó bây giờ. Nhưng Đúng mình chỉ không? có lời Ừ, khuyên đâu thôi phải như mà. ở Việt Nam mà thí dụ mà cha mẹ phải có biện pháp này biện pháp kia được đâu, nó khổ cái chỗ đó. Đúng đúng bạn nói Đó, đúng, nhưng mà đúng cái không? lời khuyên thôi các bạn, chứ không phải là Dạ. cái lời mình khuyên nó thôi. Ví dụ mình khuyên nó được một phần nào thì nó tốt cho cái cuộc Đó, sống, đúng rồi. chứ mà Không, chứ có lại cái vấn đề chính á, cái vấn đề chính em muốn hỏi anh á là anh có lời khuyên nào với người Việt Nam sắp qua bển, là không phải là con họ, tức là làm như thế nào á để tránh cho con cái họ vào những nơi mà hay xảy ra cái vụ xả súng, hoặc là nếu gặp trường hợp như vậy á thì có cái biện pháp nào cụ thể để giúp con mình, có tức là trong cái khoảnh khắc tức thời đó đó là né tránh được không? Trốn tránh được cái đó không? là cái đó không có được lời khuyên nào các bạn ơi, cái đó là hên xui rồi, không có À lời khuyên được các bạn, không có lời khuyên được đâu, cái đó là hên xui rồi. Các bạn nghĩ đi, cái đó chỉnh vô cái trường hợp đó thì mình chỉ biết chỉnh tránh xa thôi, nên chạy 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 xa hoặc là gặp cái chỗ nào có gầm bàn rồi thì mình trốn trốn xuống được, đâu đúng không, trốn chui đó rồi à, chui xuống nên đâu, rồi á chui trốn né rồi. nằm chui dưới chỗ nào mà an toàn thôi, chứ cái cách đó đạn mà nó đâu có mắc đâu các bạn, nó bay đạn không có đắt mắt đâu, cái đó là không có lời khuyên nào được hết á. À. Thôi mình cũng có vài lời mình chia sẻ với các bạn mà thôi, vậy mình cũng cảm ơn nha, thôi có gì mình nói chuyện với các bạn sau nha, cảm ơn các bạn. Ok.